4 quan niệm sai lầm về ô tô mà nhiều người mắc phải. Thứ nhất, ô tô mặc định là một món tài sản. Nếu bạn mua xe chạy dịch vụ, phục vụ công việc, gia đình giúp bạn tạo ra hiệu quả cao hơn và nhiều tài sản hơn thì chiếc xe mới được coi là tài sản. Còn nếu bạn mua ô tô mà không giúp bạn tạo ra được nhiều tài sản khác thì nó chỉ được coi là tiêu sản, tiêu tiền của bạn hàng ngày và mất giá theo thời gian. Bạn nào thông minh cũng có thể áp dụng cách này để chọn vợ, chọn chồng. Em đã làm gì có người không? Thứ hai, động cơ càng lớn thì xe càng mạnh. Nhiều người thường quan niệm rằng cứ to là phải khỏe. Tuy nhiên, công suất của xe còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như turbo, hút khí tự nhiên, phun nhiên liệu trực tiếp, hệ thống điều khiển cam. Thứ ba, xăng cao cấp cho hiệu suất tốt hơn xăng bình thường. Xăng cao cấp thường có chỉ số octan cao nên được dùng chủ yếu cho những chiếc xe hạng sang hoặc xe thể thao. Tuy nhiên, chất lượng xăng không liên quan gì đến công suất của xe. Thứ tư, ắc quy hết điện có thể sống lại khi kích bình. Nhiều người lầm tưởng rằng ắc quy xe sẽ hoạt động trở lại và được sạc đầy điện chỉ với một cú kích điện đơn giản. Tuy nhiên, việc kích bình chỉ là một phương pháp trì hoãn, bạn nên kiểm tra ắc quy thường xuyên hoặc có thể thay mới khi cần thiết.